Rồi ok, thưa chào cả nhà luôn. Hôm nay 20 tháng 9 nè, 2023. Về được 100 mấy chục viên pin 175 ha. Đó. 175 này mới về được tầm mấy chục viên nữa ha. Tại vì cái lô hàng trước về trăm mấy viên là nó hết rồi. Giờ đang về gần nó còn được có mấy cục thôi. Giờ về thêm 100 mấy chục viên nữa ha. Đó là lô pin này hết rồi ha. Trăm mấy chục viên này nữa là hết pin này. Đó, thì anh em nào định mua thì tranh thủ mua ha. Đó, anh em nào mua thì tranh thủ mua, là về trăm mấy chục viên thì nó là gồm là mười mấy thùng ha. Một thùng như vậy được là 7 viên ha, 7 viên. Đó, đang mấy anh đệ nó đang gom đang ruộng ha. Đó, pin khó hết ha. Máy này là full pin hết. Máy này chưa cắt à, chứ máy đó là có pin hết ha. Nè. Mười mấy thùng pin mà. Đây nữa nè. Đó. Còn đây là mấy cái bên đây là mấy cái hộp cam để đựng cho pin 3S, 4S ha. Đó, hộp cam mà có cổng USB với đồng hồ báo ha. Nè. Mới về ha, cái thùng này cũng full nè. Đây là thùng hộp. Đó, thùng này thùng hộp cho pin 250 280 với 350 mAh. Đó, còn bên đây thì về hộp nhỏ này ha. Đó, với hộp nhỏ này. Hộp nhỏ này để dành cho cái hộp nhỏ này để dành cho vô cái hộp mà sạc mình mới về mấy 500-600 cái cục sạc mình đặt theo cầu à. Nè, như ở đây à. Đó, mình chất thùng vào đây ha. Đây. À, để bỏ vô cái bô này à. Đó. Bo này đặt trước mình có đặt gì à, trồng rọc giùm anh cái đó, thì sẽ vô cái hộp này vừa ha, đó, sẽ vô hộp này vừa để dành là sạc 10 đây, rất là đẹp luôn ha, chất lượng ha, theo cầu mà mình đặt đây đó, thì nó sẽ vô đây vừa y luôn ha, mà đẹp luôn, gọn nhẹ hiệu quả mà đẹp luôn. Đó, để anh em nào đựng pin máy móc gì đó có định mua thì alo mình nha, tại vì pin giờ nó cũng không có còn nhiều đâu, pin này giờ còn trăm mấy viên nó bán qua lô này có là xong luôn ha, là 175 pin đen này thì hết ha, còn 170 màu xanh thì còn nhiều. Đó, giờ kiểm tra đơn hàng sơ, vẫn điếm thùng pin, vẫn điếm pin lại là bắt đầu mình cho chắc vô nhà ha. Đó, anh em là định mua cái alo trực tiếp ha. Đó, thành phẩm hay là mua tự lắp gì đó cứ alo mình. Mới về lô này nè, bữa nay là 20 tháng 9 nè, 2023.